Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021. Đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021 ở tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đóng băng không có mức điều chỉnh ở cả chiều mua và chiều bán ở tất cả các thể loại. Theo đó, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được niêm yết mua vào ở mức 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG tại hai miền Bắc Nam cũng niêm yết giá vàng ở chiều mua 56.450.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 57.200.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại ở chiều mua hiện đang quanh mức giá 50.700.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 51.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đã chốt phiên tuần tại mức 1.781,7 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay đang thấp hơn khoảng 5,6%, tương đương với 112 đô la Mỹ một ao so với cuối năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức giá khoảng 49.430.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 7.720.000 đồng một lượng. Ở phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán của Mỹ đã giảm điểm. Thị trường hàng hóa thô đã thể hiện việc bị ảnh hưởng khi biến thể Delta đang gia tăng và đang bắt đầu tác động đáng kể hơn đến các nền kinh tế toàn cầu. Thông tin chú ý trong cả tuần qua là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tỏ ra quan điểm lo ngại về tác động của đại dịch Covid-19 đối với các nền kinh tế và thị trường tài chính. Tuy nhiên, trong khi Fed hiện đang nghiêng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngay từ mùa thu năm nay, thì một số nhà theo dõi thị trường vẫn đặt ra tình huống liệu Fed có phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không nếu như dịch bệnh tiếp tục tác động tiêu cực đến doanh nghiệp. Về dự báo giá vàng, một số nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên trong bối cảnh lo ngại rủi ro dấy lên trong suốt tuần qua. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý lại bị kìm hãm bởi chỉ số đồng đô la Mỹ mạnh lên. Ở phiên cuối tuần vào đêm qua, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng lên và chạm mức cao nhất 10,5 tháng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn trên sàn NYMEX xuống gần mức thấp nhất 2,5 tháng, ở quanh mức giá là 62 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ khi chỉ còn 1,258% một năm trong phiên đêm qua, đã phần nào giảm bớt áp lực lên giá vàng. Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng kỳ hạn tháng 10 đã đạt được lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa ở trên mức kháng cự 1.800 đô la Mỹ. Còn mục tiêu giảm giá trong ngắn hạn là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ là 1.700 đô la Mỹ một ao. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.250.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.250.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 1.600.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 750.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.600.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng.
tại ngân hàng ACB mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 050 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 100 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56 triệu 250 đồng lượng, bán ra 57 triệu 850 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 56 triệu 430 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng lượng. Tại Huế mua vào 56 triệu 420 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 180 nghìn đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56 triệu 450 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng lượng. Tại miền Tây mua vào 56 triệu 450 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56 triệu 450 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 150 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56 triệu 470 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 200 nghìn đồng lượng. Giá vàng mẫu số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn mẫu số 9 lợi từ 1 đến 5 chỉ mua vào 50 triệu 700 nghìn đồng lượng, bán ra 51 triệu 500 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 50 triệu 200 nghìn đồng lượng, bán ra 51 triệu 200 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49 triệu 393 nghìn đồng lượng, bán ra 50 triệu 693 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36 triệu 554 nghìn đồng lượng, bán ra 38 triệu 554 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28 triệu 003 nghìn đồng lượng, bán ra 30 triệu 003 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19 triệu 503 nghìn đồng lượng, bán ra 21 triệu 503 nghìn đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19 triệu 503 nghìn đồng lượng, bán ra 21 triệu 503 nghìn đồng lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.685 đồng, bán ra 22.915 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.040 đồng, bán ra 23.140 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 15.915 đồng, bán ra 16.580 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.358 đồng, bán ra 18.084 đồng. Đồng Yên Nhật mua vào 203 đồng, bán ra 213 đồng. Đồng Euro mua vào 25.987 đồng, bán ra 27.339 đồng. Đồng Franc Thụy Sĩ mua vào 24.246 đồng, bán ra 25.259 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.337 đồng, bán ra 31.605 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.443 đồng, bán ra 3.587 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.311 đồng, bán ra 16.992 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn và chúc các bạn buổi chiều sức khỏe. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.